Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập trong vở bài tập toán lớp 2, bài 157, ôn tập về phép cộng và phép trừ. Bài số 1, yêu cầu bên tính nhẩm. Chúng ta có 6 cộng 9 bằng 15. 7 cộng 9 bằng 16. 8 cộng 9 bằng 17. Và 9 cộng 9 bằng 18. Tiếp theo, 30 cộng 40 bằng 70. 80 trừ 60 bằng 20. 50 cộng 30 bằng 80. Và 90 trừ đi 30 thì bằng 60. Tiếp theo nữa, 300 cộng 300 bằng 600. 600 trừ 300 bằng 300. 700 cộng 200 thì bằng 900. 900 trừ 700 bằng 200. Này. 16 trừ đi 8 bằng 8 này. 17 trừ đi 8 bằng 9 này. Và 18 trừ đi 9 cũng bằng 9. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Cô chuyển sang bài tập số 2, yêu cầu các em đặt tính rồi tính. Ta sẽ đặt theo hàng dọc nhé. 45 kem cộng với 35. 1 loạt luôn đã nhé, rồi lát nữa cô tính sau nhé. trừ này, cộng. Đấy, cô đặt 1 loạt các phép tính luôn đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tính nào. 45 cộng 35. Kem chú ý đặt này, hàng đơn vị thẳng cột với đơn vị và hàng chục thẳng cột với hàng chục. Kem cộng theo thứ tự từ phải sang trái hàng đơn vị trước. 5 cộng 5 bằng 10, biết không nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, nhớ 1 bằng 8. Kết quả bằng 80. Sóng 12 trừ 17, kem cũng trừ hàng đơn vị trước. 2 không trừ được 7, kem lấy 12. 12 trừ đi 7 bằng 5. Mượn thì em trả 1 sang đây. 1 này nhớ 1 nữa bằng 2. 6 trừ đi 2 bằng 4. Kết quả 45. Tiếp theo, 867 trừ đi 432. Kem cũng trừ hàng đơn vị trước. 7 trừ đi 2 bằng 5. 6 trừ đi 3 bằng 3. 8 trừ đi 4 bằng 4. Kết quả bằng 435. 246 cộng với 513. Kem cũng cộng hàng đơn vị trước. 6 cộng 3 bằng 9 này. 4 cộng 1 bằng 5 này. 2 cộng 5 bằng 7. Kết quả 759. Tiếp theo, cô sẽ sang phía bên này nhé. Bạn nào chưa xong, kem dừng lại làm cho xong nhé. Tám mươi, kem trừ đi 36 này. 29 cộng với 37 này. 503 cộng với 194 này. 672 trừ đi 372 này.
trừ này, cộng này, cộng này, trừ này. Ta thực hiện từ phải sang trái. 0 không trừ được 6, kem mượn 1 phía trước thành 10. 10 trừ đi 6 bằng 4. Mượn thì em trả 1 sang đây. 3 nhớ 1 bằng 4, 8 trừ đi 4 bằng 4. Kết quả của phép trừ bằng 44. 29 cộng 37, kem cũng cộng hàng đơn vị trước. 9 cộng 7 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5, nhớ 1 nữa bằng 6. Kết quả 66. Năm 503 cộng 194, kem cộng hàng đơn vị trước. 3 cộng 4 bằng 7 này, 0 cộng 9 bằng 9 này, 5 cộng 1 bằng 6 này. Kết quả 679. À, xin lỗi các em, 697. Sang nhịp tiếp theo, 672 trừ đi 372. Kem cũng trừ hàng đơn vị trước, 2 trừ 2 bằng 0, 7 trừ 7 bằng 0 và 6 trừ 3 bằng 3. Kết quả của phép toán chúng ta sẽ bằng 300. Sang bài tập số 3. Một trại hè có 475 học sinh nam và 510 học sinh nữ. Hỏi trại hè đó có tất cả bao nhiêu học sinh? Như vậy, trại hè có tất cả số học sinh hoặc là số học sinh trong trại hè là? Kem lại lấy số học sinh nam là 475. Kem cộng với học sinh nữ 510. Kem cộng với 510. 5 cộng 0 bằng 5 này, 7 cộng 1 bằng 8 và 4 cộng 5 bằng 9. Kết quả sẽ có 985 học sinh. Như vậy trại hè có 985 học sinh, đáp số. Cô chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 4. Ô tô to chuyển được 980 kg gạo. Ô tô bé chuyển ít hơn ô tô to 250 kg gạo. Hỏi ô tô bé chuyển được bao nhiêu kg gạo? Như vậy, ô tô bé chuyển được số kg gạo ô tô bé chuyển được là 30. Ô tô bé chuyển được bao nhiêu kg gạo thì em lấy số kg gạo của ô tô to này, em trừ đi 250. Bởi vì ô tô bé nó ít hơn mà, ít hơn 250. Như vậy em lại lấy 980, em trừ đi 250. 980, em trừ đi 250. 0 trừ 0 bằng 0. 8 trừ 5 bằng 3, 9 trừ 2 bằng 7. Như vậy ô tô bé sẽ chuyển được 730 kg. 730 kg. Đáp số 730 kg.
Chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 5. Bạn nào chưa xong các bài trên, kem dừng lại làm cho xong. Bài tập số 5 này, yêu cầu kem điền số thích hợp. Ta có 74 cộng 25 thì bằng 25 cộng với bao nhiêu? Như vậy kem nhớ yêu cô, trong một phép cộng hai số hạng, khi kem đổi chỗ hai số hạng thì tổng không thay đổi. Tức là 74 cộng 25 thì cũng bằng 25 cộng 74. Bên này cũng vậy, 315 cộng với 254, kem đổi chỗ hai số hạng này thì tổng không thay đổi. Đấy, kem có thể đưa 254 lên trước, 315 ra sau. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được các bài tập của bài 157 trong buổi tập toán lớp 2. Để ủng hộ cô, kem hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, kem học sinh đã dành thời gian theo dõi video này ạ. Hẹn lại tất cả quý phụ huynh, kem học sinh ở các bài học tiếp theo.